Thì còn bé mèo thì hồi thời gian trước thì cũng có những cái hiện tượng nó rất là lạ, nhưng mà sau sau thời gian trường biết được cái hiện tượng đó rồi cũng có tới lui rồi khuyên nhủ bé, thì nay bé coi như hết rồi, không còn thấy những cái chuyện đó nữa. Bé mơ đi, hát mơ rồi. Rồi bé mèo hỏi gì chú Trường có chuyện vui là sao? Nó không may được cái đó rồi mà con lên tự nhiên xui quá rồi, chưa gì mà Chờ. bánh nó hư rồi. Để mua mấy triệu. Hả? Trời ơi. Mua hả? Đây, thưa quý vị khán giả, Trường đang có mặt tại huyện con Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bữa nay Trường lại lên thăm em Hiếu, Hồ Căn Hiếu đây quý vị khán giả. À, thì bé mèo, chị bé ba ha. Thì cũng khá lâu rồi, từ cái bữa bàn giao nhà cho tới giờ Trường mới ghé thăm được hai em. Đó, đây cái này là này, lấy ra đi con, sao mới lấy sợ đổ. từ từ nha, nó gạch đổ đó, đúng rồi. À, bỏ lên đây, cái này là cái bánh kem của một khán giả tặng cho bé mèo. Khán giả tặng cho con hả? Hôm bữa bé mèo chú Trường dẫn đi chợ đi, bé mèo kêu thích ăn bánh sinh nhật nè, khán giả người ta coi được, người ta tặng con đó, con vui không, thấy không? Dạ hết, sinh nhật bé mèo. Mười mấy tuổi con, mười mấy tuổi? Dạ năm nay con 11 tuổi mà thêm cái bánh sinh nhật đó được 12. Là sinh nhật chính thức của con là tới tháng 10 lận phải không? Dạ. Đó. Tháng 10 lận mà giờ có rồi, thôi đưa xuống làm luôn đi. Hả? Con sợ con chó ăn. Trời ơi. Đuổi nó Con ra. có đàn cày đó thôi đi gái. Coi chừng nó. Chó là cho mạnh thì quân là cho con cái bánh kem luôn á. Thôi. Rồi con nay hết đi học chưa? Dạ mai con còn đi vô con đưa giấy. Vậy hả? 12 tuổi đúng 16, 12 luôn ạ. À. Chị trường nó cài số. Đây là con đi học luôn. Vui quá hả? Rồi cái này là quà của khán giả tên là Như Quỳnh nha con, Như Quỳnh. Cô Như Quỳnh. Như Quỳnh gửi con thêm một cái bánh vậy, lại thêm 200 nữa ha, quà sinh nhật cho con cô Như Quỳnh. Còn đây là chị Sumi ở trên Zalo á, tặng ba mẹ con ha, Dạ con cảm ơn 500 ngàn. Mua mua áo đẹp cho Hiếu ha, Hiếu ha. Trời ơi, bữa ông gom đi mua về không còn một bộ. Trời, gom đi đâu? Vô chợ bây giờ chơi. Mà giờ cái cửa sao mà cái cửa sút được hay thiệt á. Hả? Phá cửa đi hả? Bữa đó đang chị phá đâu có hay đâu. À. Cái mà giá mệt mỏi ngủ quên. Trời đất vô kiểm ơi. tra, ông đi ông ôm đi về tới chừng tới sáng đi vô gom không còn cái quần áo nữa coi đi. Người ta Rồi. lấy hết trơn luôn, giờ không có gì hết Là mang đi hả? trơn. Mang đi mà nguyên bao luôn mà. Rồi. Gì Hiếu? Hả? Mang đi đâu? Mang đồ đi đâu hết trơn hả? Tập vở của chú Trường như có gì đâu, chú Trường toàn sổ không à. Rồi kìa, lại ăn bánh kem đi Hiếu, đi đi. Hỏi nào mẹ. Hả? Con chưa ướt cái gì vậy? Con bí mật. Hả? Con bí mật. Bí mật hả? Dạ. Hé 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 cho chú chưa. Trường chút xíu được không? Hé chú Trường chút xíu được không? À, dạ Ừ á. Con vừa ước cái gì vậy? Chúc học. À. Cầu cho học giỏi thôi ha. Mong mẹ mong cho anh ba mà. Dạ. Này học khá lên, mừng chắc. Nay học khá rồi ha. Dạ, toán toán 8.
Con có gửi ảnh đi dưới trường cho coi á. Ừ, rồi vậy kết quả vậy cũng được rồi, khá rồi. Dạ. Ráng. Đúng đó, con hết màu vàng luôn. Thấy thấy chú Trường hay không? Dạ hay. Rồi con cách ra anh đi. Cách ra đi, mời mẹ thì anh đi. Quà đó. Cái này là cái vương mệnh nè. À, còn cái này là gói quà nè. Con chắc chắn hôm nay là một cái nhỏ hoặc là một cái kiệu. Đây thưa quý vị khán giả ha, cái gia đình của chị bé Ba thì có ba người con, chồng chị thì mất mười mấy năm rồi. Thì chị có ba người con, đây là một hai trong ba người ha, còn một anh lớn của hai đứa thì mất rồi, mất cũng được nửa năm rồi. Cũng gần nửa năm. Trọng là mất trọng mất được nửa năm chưa chị bé Ba? Sáu tháng bác hai nó mất mà chẳng có cho mình hay. Bác hai nó cũng mới mất. À vậy hả? Bữa mùng 7. Dạ. Mà không cho hay luôn rồi cái chị ở sớm tối cũng rồi. Dạ. Rồi chôn thiêu rồi. Dạ. Thì mấy đứa nhỏ này đâu có lên được đâu phải không? Mà bữa nay dịch bệnh thì cũng đâu đi có, đi cũng được, đâu có được. Nó gọi giống vô chùa tại vì tắt trong chùa, tắt trong chùa quá. Dạ. Khách ngang dẫn rồi. Dạ. Hiếu bữa giờ nghe nói là quýnh bé mèo dữ lắm hả? Trời ơi, đồ của con mà anh ta là gì, em giấu Asumi đúng không? À. Nó đâu có, em làm gì có Asumi. Asumi nó cũng chào sao. Chị đã vậy, cái trường to đó kia mình chị đền cho nó là chị là có lấy đồ đâu mà đồ đầu đền đó. Trời ơi, cảm. À, quần áo đưa đi dục hết trơn luôn vậy đó hả? Đi ta dục. Trời ơi. Nó làm gì dục á. Bây giờ còn áo quần gì mặc không? Hay quá ha. Dạ. Rồi cách cho mẹ đi để mẹ đi. Dạ. Rồi mời quý vị khán giả ha. À, Hiếu Anh đi Hiếu nè, em cầm muỗng xúc đi. Ơi. Đúng rồi. Con thích ăn sô cô la nữa hả? Dạ, nó chịu. Vậy hả? Nè có chú Trường dân. Con luôn. Ngay vô ngay vô. Giận rồi. Mà. Chị nó có nói là hôm nay sinh nhật của em mà em không cho em ăn bánh đâu. Ừ. Ngồi xuống đây đi bé mèo. Đó thì đâu hồi nãy Trường nói đang gian dở với diễn giả, giờ có chị bé Ba có hai đứa con đang ở chung với chị đây ha. Đây là Hiếu là người con thứ ba của chị, còn đây là bé mèo. À, thì Hiếu thì bị bệnh từ hồi cũng lâu lâu rồi. À, thì hàng ngày thì chị đi may cái bao này nè quý vị khán giả. Đó, một ngày vậy chị kiếm mấy chục ngàn vậy để mà nuôi hai đứa ha. Sô cô la đó. Ở trong cái bánh là anh ở khách trên nè. Vậy là chắc không ăn được rồi. Anh bán trước đi. Ngon ghê luôn hả? Dạ. Bao lâu rồi chưa ăn bánh kem bé mèo? Con cũng không nhớ nữa. Con hình như con nhớ là con ăn bánh kem chỉ có một lần thôi à. Hiếu đi con. Trong đời là mới ăn một lần thôi hả? Dạ, hồi sinh nhật của con á là anh hai á là biết làm cái bánh kem cao tầng luôn. Là mà không cho nên mà nó mua cái khác cho con. Đó. À. Con được cái bánh kem duy nhất à. Còn lúc mà anh hai bệnh á cũng sinh nhật con mà mẹ không có tổ chức. Ừ. Cho anh hai bệnh à. Anh em bác. Anh Hiếu. Ngon bác trời luôn á. Không ăn chút chiều mốt chiều không ghé. Hiếu sau này buồn quá ha. Ừ, Hiếu sao vậy? Mới xấu nó giận vậy. Vậy hả? Trời ơi. Hồi nãy ba lúc mà chú Trường xuống anh ba nói chú Trường sẽ xuống lâu quá ta. Chắc chờ chú Trường do mưa nên chú Trường đi đâu trốn á. Đúng rồi, do mưa á. Mày bảo đâu rồi chú biết luôn rồi.
Mưa sáng giờ khiếp thịt. Em biết bão đâu không? Biển á. Cắt đâu ngoài biển đó chứ trong này đâu có. Mà mưa sáng giờ luôn á. Hoàng vậy. Dạ do chú Trường nhắn hả? Đâu có, nó mưa từ hồi sáng mà. Thì bữa giờ bé mèo học thêm được mấy bài kinh bé mèo? Lớp 1 à. Hả? Chỉ có 1 à. Học thêm được quá như vậy. Vô trường cũng đâu học rồi, nó phát tài liệu về cho mình học thấy mồ luôn. Tin con à, không có nhớ cái bài. Vô vậy? Sáng bữa nào cũng vô một con phát tài liệu về học. Sáng vô cái ôm về vậy đó hả? Ừ, sao mà có bữa thì năm bài. Chó đây mình vậy hả? Dạ, cái đó cũng chó luôn à. Chó hả? Dạ. Trời đất ơi. Cái bữa thầy gia con năm tờ giấy luôn mà con đỡ con có vui ra rồi, không biết làm sao luôn. Học có mà. Là do vậy này quý diễn giả, bữa nay về bên này là đang dịch. Nói chung là toàn quốc luôn chứ không phải là gì ở dưới cây lợi đâu. Nên là nhà trường người ta cho nghỉ sớm, nghỉ nhưng mà người ta giao bài về cho mấy em tự học á, tự luyện. Nhưng mà có kết quả này mà phải không? Có bảng điểm nữa phải không Mèo? Dạ. Trong lớp này là có bảng điểm chưa? Bảng điểm thi gần á, giấy thi gần hả? Mà có cái là trong lớp này á, lịch sử nè với địa lý á, là mấy bạn đó giống như là môn đó khó và học yếu. Mà trong đó không có ai được 9 điểm có hết trơn á, coi 9 mà. Vậy là dữ rồi. Rồi chú Đường hỏi này, bữa giờ là còn nhìn thấy mấy cái vụ linh tinh kia nữa không? Dạ không. Hết rồi ha. Đi đổi đường đi hả? Đổi đường đi, đổ đường đi qua đây. Rồi cái dinh chị đặt cái đó đó. Cái thầy, cái cô đó, cô dinh đặt cái đó đó. Làm đồ đợi trong bằng nhà trong đó. Nó nở. Giờ cái đường kia là mình bỏ luôn rồi ha. Bỏ luôn rồi. Đổ đường lên, nó nở. Anh đi Hiếu, trời ơi. Giận như hoài vậy. Hả? À, làm gì chẳng hoài vậy? Anh đi. Nghe chú Trường về lên rồi ông dẹp nhà từ 2 tuần lao từ sáng giờ. Vậy hả? Trời ơi. Mưa cà lao. Anh đây có nói là nó xẹo với bộ á. Làm gì Hiếu Trường giờ xuống. Xuống chứ. Lâu lắm rồi không có gặp Hiếu ai cắt cho cái mái tóc kìa trời ơi. Là tự cắt. Tự cắt hả? Dạ, lấy kéo vậy cắt. Vậy thằng em nó chưa lại chưa thắt lại. Đẹp trai thì nha. Đẹp trai nhìn được không? Thì số quắc tao đâu có nhìn được. Cái dạ. Có gia đình người ta bị 5 6 người. Quá. Mà nó không được thì tao không có tự vệ sinh được luôn á. Dạ. Năm sáu có gia đình thì 6 người. Cũng nhà nước phải phụ nuôi chứ nội nhà mà nội 2 3 người mà lo cũng có được trợ cấp thôi à, chứ đâu có ai phụ nuôi, chỉ có người nhà nuôi chứ ai nuôi. Nhà nước cấp người có một tháng có 4 trăm mấy rồi. Dạ đó. Lo dọn dẹp, cơm nước mấy ngày này hết rồi làm ăn được chứ ta. Dạ. Mấy người đi sau giờ nói nghèo thế nào mình cũng chết. Đọc bài kinh đi bé mèo. Anh no rồi, đọc cho chú Trường nghe bài kinh coi. Đến rồi. Lâu lâu kia nó trả lại. Dạ. Nó quên, nó dễ gì nữa nha. Ở đồng lại bài cũ hả mẹ? Có quên không? Ừ. Cũng học lớn hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó, con hát trong điện thoại á, thì con học theo mà con thấy bài đó ngắn quá, ai về học anh ai về con hát lên thì thấy nó hơi dài dài dòng dài một câu hai một câu mà rồi cái đó là tiếng Phạn phải không? Dạ. Rồi còn bài nào khác nữa không? Còn mà có cái con chưa có thuộc, chưa thuộc cả. Giờ làm là mấy cái bài ôn thi con khó mà nhớ. Vậy hả? Lần này cũng lại là chữ tiếng Anh nè. Thôi để đi, để đó là bữa nào hè không có học nữa rồi ấy. Hè chắc nó nghỉ cũng bít ra được nha. Dạ. Tại vì tháng 6 bắt đầu năm nó cho nghỉ mà. Cũng hên xui cái dịch lắm. Không biết năm nay chỉ phụ thuộc cho dịch sao hiểu. Đó, mùa áo sơ mi hoài. Mùa áo sơ mi hả? Nay trời mưa đâu có đi được đâu. Nay trời mưa, nay trời mưa không có đi được. Để bữa nào đi, bữa nào hết mưa đi thì học. Sao hả? Đi giờ trời mưa đâu có đi được. Để bữa nào đi trường mưa cho chứ đâu. Còn không thì mua xuống cho chứ mưa này ra sao đi. Tụt quá đội đón nguy hiểm. Đã hết mưa được à. Ướt đồ lạnh. Đi ốm chết luôn á. Bệnh à. Bệnh giờ là khổ lắm á. Thấy không? Bố trường ở trên đài chị thấy nó là nó nói là không biết này nó có cái những cái thuốc như vậy là mà làm mình nghèo mà làm gì có tiền mà uống thật. Thuốc gì chị? Thuốc mà vaccine á. Vaccine của bệnh trở về á. Là những người ta đặt trước á. Covid chứ hả? Ừ. Vaccine Covid chứ hả? Ừ có. Dạ. Bởi chị không. Coi trên cái app chị có nghe có rồi mà nhưng mà người ta ưu tiên để chích cho mấy người mà gọi là tuyến đầu á, bác sĩ, công an, bộ đội, nhà báo rồi đó là có hết rồi. Chích rồi, em mới chích ngày hôm qua này, hôm trước nè. Nhiều mũi không có mất tiền hả? Chích miễn phí mà. Nhưng mà em là người nhà nước, người của nhà nước mới mốt mà nó bán chích dịch vụ ở ngoài thì em không biết, còn như giờ thì chỉ có chích trong đó nhà nước chích thôi à. Nó có gì quá trời luôn. Không theo nóng em sốt nó hành mình vậy đó hả? Nó hành dữ lắm em. Hai ngày nóng sốt nhức mỏi rồi ly bì luôn á, nói chung hai ngày. Đúng vậy hả? Rồi mà đâu có uống thuốc gì nha. Có Afanagan uống hạ sốt bình thường thôi. Dạ, không đi được. Đi được nhưng mình. Tiền đâu? Thuốc tiền được. Thuốc không có tiền nha. Cái gì nó thuốc lên xanh nó màu gì hay là nó trắng, màu trắng. Trắng vậy thôi nha. Ừ, thì người ta chích thôi. Thấp mờ đó. Trời ơi, tới giờ mình biết tiền được tiền đâu nữa. Đâu có liều mà tính ra tiền ấy thì anh có là ông kia làm bị công an bắt. Một liều là khoảng 400 ngàn. Cũng được đi. Hả? Ừ. Cũng được. 400 đâu có nhiêu. Nhưng mà nó mắc quá mà làm sao không nổi. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là chắc là tới hồi chích rồi miễn phí. Anh đi. Anh đi thì bữa nào anh Trường xuống anh Trường mua cho. Đi. Không được. Sao hả? Đi một mình được. Đi một mình sao đi? Chưa kể nha, bữa nay trời mưa một phần, thứ hai nữa mà em đi ra bữa nay công an người ta giữ lại á. Nay đang dịch mà em đi lang thang ngoài công an người ta bắt á. Không đeo khẩu trang giúp cho 500 nữa. Hai người combo mất 1.5 triệu. Bởi vậy thì mình nói mình đừng bị phạt khẩu trang đi cho con gái trong nhà đi ra mà giờ đi ra là đeo khẩu trang cho chắc ăn lý. Bởi vậy. Ha. Lấy đi. Chưa đi chưa vậy không còn về ha. Rồi ta đi. Vậy thôi có dép không? Hiếu có dép không? Mặc thôi rồi. Có dép không? Đưa cho anh Trường đi dép của Hiếu về rồi Hiếu lấy giày của anh Trường. Được không? Đâu dép của Hiếu đâu? Cho tha mất tiêu rồi. Chó tha. Mà anh hỏi này, hôm bữa mà em ôm đồ đi ra ngoài chợ là để làm cái gì?
hả? Hả Hiếu? Hôm bữa em ôm đồ ra ngoài chợ để làm cái gì vậy? Nó nói đi, nói anh Trường nghe coi. Để em ôm với chịu. Hả? Tôi có đeo trang không? Nó đang đâu? Có không? Có chứ, đeo vô đi rồi à. Để nó mặc áo khoác. Mà trời đang mưa. Không được. Cái này đi một mình. Đi mình công an bắt á. Không, không có anh Trường đi là công an bắt á. Đúng không bé mèo? Dạ. Ừ, nó thấy chưa? Bắt gì? Con thấy công an rồi con sợ lắm. Bắt. Bắt bỏ vô tù. Bông. Ừ. Cho dài coi. Dạ. Lấy luôn. Đưa dép đây. Hả? Đâu dép của em đâu? Đổi đi. Chịu không? Hiểu. Không đã được, mất hết rồi. Hiểu bị mất hết rồi. Cái diễn giả à, thưa quý diễn giả, hàng cái hoàn cảnh của Hiếu, của con Hiếu với lại bé mèo đó, thì Trường cũng đã nói giới thiệu nhiều lần rồi ở các cái tập trước ha. Thì hiện giờ ở trong cái ngôi nhà này là có ba mẹ con đang ở với nhau, Hiếu, chị bé ba, mẹ của hai đứa, Hiếu với lại bé mèo. Bé mèo ngồi qua bên gần anh hai, anh ba chứ. Đó, thì đây là hai anh em hiện giờ đang ở với chị bé ba ha. Thì chồng chị mất rồi, thì hàng ngày thì chị may cái bao này nè để kiếm tiền nuôi hai đứa. Hiếu thì bị bệnh cũng khá lâu rồi. Chứ giờ con có tình vui hết chứ giờ. Bỏ đi lang thang thì lâu lâu người ta bắt được, người ta nhốt vô chỗ này chỗ kia thì mình đi chuột chê vậy đó. Mà về thì buổi tối thì phải xích lại ở đây, ở cái cột này nè, cái cột hồi trước nằm ở khúc này. Nhưng mà sau đó thì được Mạnh Thường Quân Thương giúp cho Hiếu được cái căn nhà mé đằng sau này nè quý vị khán giả. Thì bây giờ Hiếu đã có một cái phòng riêng rồi, giờ Hiếu có nhà riêng đó. Thì đi một đêm đâu đó ngoài ngủ rì sinh hoạt đồ này kia, thì giờ Hiếu có nhà riêng rồi thì cũng rất là đỡ. Thì Trường rất là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân ha, để giúp cho Hiếu có một cái không gian riêng để cho Hiếu thoải mái chứ không có bị xích chân như trước đây. Rồi thì còn bé mèo thì hồi thời gian trước thì cũng có những cái hiện tượng rất là lạ, nhưng mà sau thời gian Trường biết được cái hiện tượng đó rồi cũng có tới lui rồi khuyên nhủ bé, thì nay bé coi như hết rồi, không còn thấy những cái chuyện đó nữa. Rồi bé mèo hỏi gì chú Trường có chuyện vui là sao? Dạ em ơi. Không ai được cái đó rồi mà con lo tự xui quá rồi, chưa gì mà nó hư rồi. Mua 1 triệu. Hả? Trời ơi. Mua hả? Thì khi nào hết mưa đi anh mua cho. 1 triệu. Con tập may hả? Dạ tập may cái máy đó mà chưa gì lên máy may mà nó hư rồi. Tính hè này may hay gì? Nay gì? Mai kiếm tiền để con đóng tiền học. Đóng kem nữa. Gì hả? Ủa hả? Ăn thì ăn. Dữ vậy. Thôi chú Trường mua rồi. Ăn ngon không Hiếu? Chưa tới giờ Hiếu đâu. Hả? Còn lâu. Sao? Chưa hết còn lâu đó. Ngon không? Ngon. Bánh kem ngon ha. Thì bữa nào chú Trường xuống có ăn nữa không? Nữa chứ. Nữa ha. Rồi cái là con trò tao mi đó. Ai? Cái là bên Mỹ á. Rồi chú nhà bên đấy rồi. Vậy hả? Bao đồ luôn. Vậy là Hiếu thích sơ mi tay dài hả? Ừ. Chào. Thôi Hiếu là quý vị khán giả, người ta mua cho Hiếu quá trời áo sơ mi tay dài mà về Hiếu cách làm sơ mi tay ngắn. Không có đâu, không có đâu. Chứ sao hôm bữa anh thấy mà. Hôm bữa anh thấy em cách rõ ràng luôn á. Không có, không có cách. Ừ. Trường. Ừ. Tặng Hiếu áo sơ mi đi. Không được. Cách đâu mà. Rồi. Được rồi, anh tặng. Mà móc. Hứa luôn. Khi nào có? Lần sau xuống. Hiếu gọi đây mà. Ừ thì lần sau anh xuống thì tặng. Chứ giờ là mày trắng hả? Chứ giờ sao? Chứ giờ đâu có sẵn đây đâu. Gì nào quá xem mi. Rồi, cái mèo ai mua cho bộ vòng đẹp với cho ta? Dạ. Ai mua cho bộ vòng xi men đẹp cái vậy? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nè. Dạ cái này là chỉ ăn ở gần nhà sớm con cho. Được chưa? Cái là quá xem mi nhiều mà. Hả? Một bao đồ hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Kiến sao quá nha. Ừ. Có không có méo
nó móc méo một bao đồ luôn. Ừ, mừng quá, cho phải giữ à. Hiếu thích màu gì cho phải giữ nha. Cho ông mì trắng, quần jean trắng. À, quần jean trắng luôn hả? Trời ơi, quần jean trắng không có bán gì có màu mặn như chú chuồng phải này hả? Ừ, màu này đâu phải màu trắng, màu này màu xanh là màu trắng gì giờ. Ừ, biết tuần sau có đem xuống không nữa. Tuần sau ha, tuần sau sao hả? Tuần sau là có thể là chú trường hơi bận. Tuần sau để coi, tuần sau chú Trường xuống một bao rồi luôn. Mừng quá, mừng quá. Rồi. Rồi bé mèo, rồi bé mèo tuần sau thích cái gì bé mèo? Hả? Sợ tốn tiền chú Trường hả? Chú Trường lo được, con đòi cái gì mà nó ít ít tiền thôi. Thương, dạ, chú, thương chú Trường thì đòi cái gì, ví dụ như là nhẫn kim cương hay là dòng gì đó. Chú Trường nó hèn hả chú Trường? Hả? Chú Trường nó hèn không nói dễ con hả? Ủa, kim cương là rẻ mà, chú Trường biết đâu, thấy người ta mua kim cương bằng ống bơ, người ta đông một lần cả ống bơ vậy mà. Ôi, sao chồng được lắm. Cả đẹp ta. Áo ai đẹp? Ở chú Trường. Ở chú Trường đẹp, đúng rồi. À đúng rồi. Đã kiếm kìa. Hả? Qua đây kiếm cô, kiếm cô chú Trường kìa. Ai? Qua đây kiếm chú Trường. Ừ. Chú Trường có em bé gì vậy? Hả? Em bé gì vậy? Chú biết em bé gì vậy? Bé con của chú Trường. Con chú Trường. Ừ. Chú Trường có vợ mà để ra em bé chứ. Đúng rồi. Dữ không? Trời ơi. Anh ba nuôi đi em không nuôi đâu đó. Trường, Trường sao chúng chưa, Trường sao có không? Có một bao đồ luôn, có cầu đó nó hoài. Tuần sau đồ mà chưa có về kịp thì để anh mua trước nha. Mua gì? Mua sơ mi trước cho Hiếu. Mua quần luôn hả? Ừ, chuyến sau này không có thì mua. Mà thấy anh Trường, thấy anh Trường mua hay là anh chở Hiếu với lại bé mèo đi chợ mua? Chở đi ha. Thôi Trường mua đi, thấy ở nhà gì không mất không đâu hả? Làm gì bận dữ vậy, còn quắn nữa, bắt tắc chỉ nữa, nu bu lắm, không đi được. Trời ơi, vậy luôn á hả? Cái giỏi lắm. Hiếu giỏi nhất nhà chưa? Nó giỏi nhất nhà mà. Còn ai giỏi bằng Hiếu nữa không? Không. Bé mèo là cũng chưa bằng luôn đó hả? Trời ơi, chưa chắc nha anh ba. Hàng quặng đúng không? Hàng quặng thì em Hiếu. Tại sao chú đi mua nhà không cắt chị không đi được. Mà Hiếu bệnh bịu dữ vậy thật luôn á hả? Còn chuyện nùm nùm. Còn chuyện nhiều lắm hả? Không có thời gian rỗi luôn. Chà. Căng ha. Thì Hiếu có đi học hành gì không? Để học giỏi á. Hồi trước Hiếu học giỏi mà, hả? Mà dì chữ còn đẹp hơn con nữa. Con với mẹ sinh giống quá nên viết chữ không có được đẹp. Nhưng mà giờ Hiếu còn có biết viết chữ không? Không biết. Quên hả? Quên rồi. Quên luôn. Mà 1 cộng 1 hay 1 cộng 3 thì ba cũng không biết, mà 5 cộng 5 thì biết một người. 1 cộng 1 bằng mấy Hiếu? Có nạn. Không biết, không biết. 5 cộng 5 bằng 3. Hay vậy? Rồi, cái lời nhạc đó. Đó, cái lời nhạc đó. Đâu? Đó. Được rồi, để hỏi lại coi, để hỏi lại sách tính coi. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 3. Rồi 3 cộng 3 bằng 9. Khôn ghê chưa? Trời ơi, công nhận. Trời ơi, khôn ghê chưa? Rồi 5 cộng 5 bằng 5. Rồi 5 cộng 3 bằng 4. Khôn ghê chưa? Hay chứ. Rồi 4 cộng 3 bằng 9. Trời ơi, sao hay vậy? Rồi 5 nhân 3 bằng 3. Rồi 3 nhân 5 bằng 4. Rồi 4 cộng 2 bằng 5. Rồi. Trời ơi, hay rồi. Vậy? Khôn ghê chưa? Khôn ghê chưa? Rồi 3 cộng 2 bằng 10. Trời ơi. Trời dựa nè, bà đó đúng mà, trời ơi, ai biết cái tên á. Không nhận giỏi chứ. Bà với nhau á, cặp nhau quá thầy. Khôn ghê chưa? Khôn ghê chưa? Trời ơi. Hết thân gì chứ. Bây giờ có cái gì không biết không? Hả? Cái gì biết trên á. Có món ăn là không biết à. Bây giờ ơi, từng sang chỉnh chỉ mua một mình đi, mắt không có làm được. Vậy là Hiếu bận ha, Hiếu không có đi được phải không? Rồi. Nhưng mà không có đồ chứ Trường đi mua khác. Mua gì? Áo á. Không, giờ vậy nè, cho Hiếu lựa chọn nha. Lựa gì? Một á là mua đồ cho Hiếu. Mua đồ cho Hiếu. Hai á, nếu như không mua đồ á thì dẫn Hiếu đi ăn. Thì Hiếu thích cái nào hơn? Yeah. Một á mua đồ cho Hiếu. Mua đồ. Hai á là dẫn Hiếu với lại bé mèo đi ăn. Thì Hiếu chọn cái nào? Chọn đồ. Chọn mua đồ hả? Không ăn. Không thích ăn hả? Không, ngán quá. Rồi, hoặc là vừa mua đồ vừa dẫn Hiếu đi ăn. Nhưng mà không ăn.
không ăn luôn, mua đồ thôi, nhà có cơm mày. Cơm sắp cạn luôn rồi đây nè, cơm rồi gạo cũng hết rồi chứ đâu còn mà ăn hoài. Không mình ăn không ăn xỉu à? Không có thấy cho ăn mì cay hả? Thiếu không thấy cho ăn mì cay hả? Ăn chứ. Vậy sao không đi? Đi không? Đi ăn. Đi ăn giờ? Không có, bữa sau á. Bữa sau hả? Ừ. Ủa bữa sau là hôm mấy vậy chú? Sao mấy chú Trường? Tuần sau. Tuần sau. Ừ. Thứ hai. À, đầu tháng 6 là chú Trường có công chuyện ở dưới đây nguyên một tuần luôn. Một tuần luôn. Ừ. Đầu tháng 6. Mà sao? Nay hôm mấy tháng 5 rồi? Tháng 5 rồi. Hôm trời, 25 tháng 5 rồi. Thấy chiếc nhẫn không? Chiếc nhẫn đây cho ai Trường? Dạ. Làm chiếc nhẫn đây cho ai? Không có. Cô Ada. Sao em đi làm kem nữa? Đi làm. Trời ơi. Thèm kem rồi. Thèm kem chú Trường rồi. Thèm kem với chú Trường rồi. Nãy giờ không có chịu nói, giờ nói quá trời đây nè. Nói chứ. Bắt được sống rồi, sao giờ nói nhiều dữ à? Đẹp lắm rồi, ông mới mừng quá. Có ông mới mừng hả? Vậy là hồi nãy giờ nghe không có áo là giận phải không? Không có áo là giận phải không? Còn đúng rồi. Ở trong phòng em tối có mũi không Hiếu? Không có mắt, không có mền, không có quạt. Vườn. Ủa em có xài không? Em có xài. Em có xài dầu không? Không. Uh-huh. Vườn trong có cho cái tivi coi buồn quá. Tivi ha. Để trong buồn Hiếu á. Được không? Để bữa nào anh xin nha. Bữa nhà mấy á? Để bữa nào anh xin. Không có rồi sao? Lúc này có học quà gì á? Học quà, học quà. Để bữa nào anh xin cho Hiếu cái nha. Cái là vô hay là cái tivi nè. Vậy hả? Ừ. Nhà bảy không có vậy. Cái loại tivi mà nặng thịt là nặng, bự thịt là bự được không? Sao vậy? Bự nhà có hình, có tiếng, có màu được rồi. Cái tivi nhà hết xài được rồi hả? Hư rồi. Trời ơi. Rồi thôi Trường xin kết thúc video ở đây với diễn giả. Lâu lắm rồi Trường mới quay lại thăm cái hoàn cảnh của nhà Hiếu ha. Thì để trong tuần sau thì theo như cái lời hứa hồi nãy Trường hứa với Hiếu á, thì tuần sau thì ấy qua đầu tháng 6 chứ. Tháng 6 chắc là tuần sau đúng rồi. Tuần sau đúng không ạ? Trường sẽ ghé đây thì để dẫn Hiếu đi mua mấy cái áo sơ mi cho Hiếu mừng ha quý diễn giả. Rồi thôi Trường xin kết thúc video ở đây, tạm biệt quý diễn giả ha. Đố bị mập.